Sau bước tiến ở thành phố chiến lược Kherson, quân đội Ukraine đã phải tạm dừng các hoạt động tác chiến ở miền nam nước này để binh sĩ được nghỉ ngơi và củng cố lại lực lượng. Các phương án tiếp theo của Kiev hiện khá hạn chế khi sông Đơ Nhép trở thành chướng ngại vật tự nhiên, ngăn cách họ với lực lượng Nga đang lập tuyến phòng thủ ở bờ đông. Họ sẽ cần phải lập kế hoạch và nỗ lực rất nhiều để giữ vững khu vực vừa giành lại trong khi chờ đợi quân đội và khí tài được đưa tới đủ cho các hoạt động tấn công đơn vị Nga đóng gần sông. Nga đang tận dụng lực lượng đánh thuê Wagner giàu kinh nghiệm để thúc đẩy đa tiến công ở khu vực Đông Bắc và giao tranh ngày càng tăng, đặc biệt quanh thị trấn Bakhmut. Sau khi kiểm soát Kherson, một phần quân đội Ukraine đã phải điều động đến khu vực này để tăng cường phòng thủ nhằm chặn bước tiến của quân Nga. Khi mùa đông tới và nhiệt độ giảm dần xuống, tính chất cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ thay đổi mạnh mẽ đối cả hai bên. Cả hai lực lượng quân sự đều được huấn luyện để chiến đấu trong giá lạnh Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine trong một ngày đông tháng 2 khi nhiệt độ là khoảng 3 độ C. Nhiệt độ hiện nay ở Ukraine vào đầu mùa đông là 1 độ C. Giới quan sát cho rằng những thay đổi trong chiến đấu ở nhiệt độ dưới 0 độ C sẽ rất đáng kể. So với thời gian ban ngày ít hơn, bất kỳ quân đội nào có kỹ năng chiến đấu ban đêm tốt hơn sẽ có lợi thế. Đó là lý do mà Ukraine đang yêu cầu phương Tây hỗ trợ kính nhìn đêm và camera ảnh nhiệt. Cơ hội sống sót trong giờ vàng khoảng 60 phút sau khi bị thương trên chiến trường sẽ tăng lên nếu binh lính được điều trị hoặc chuyển đến trạm sơ cứu, ngược lại giảm mạnh nếu họ ở lâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong thời tiết giá lạnh, nhiều khí tài có thể bị trục chặt, vũ khí có thể không triển khai được. Khi giá lạnh đóng băng các bộ phận quan trọng, xe tăng sẽ hoạt động tốt hơn khi mặt đất đông cứng. Nhưng việc đào công sự lại khó khăn hơn, khiến hỏa lực pháo binh trở nên nguy hiểm hơn. Không chỉ quân đội, người dân Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị tàn phá. Phá hủy cơ sở năng lượng và nhấn chìm Ukraine trong mùa đông giá lạnh là chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin để khiến Kiev phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với những điều khoản có lợi cho Moscow. Tình hình khắc nghiệt tới mức chính phủ Ukraine được cho là đang cân nhắc sơ tán thủ đô Kiev để bảo vệ tính mạng người dân vì hệ thống sưởi ấm của thành phố không còn đảm bảo năng lượng không chỉ sưởi ấm cho các ngôi nhà mà còn giúp các nhà máy, trạm xăng và đèn đường hoạt động. Khi cơ sở hạ tầng Ukraine bị tê liệt, cuộc sống của người dân cũng gần như ngưng lại. Gần 40% và theo con số cập nhật là 50% lưới điện của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng và dự kiến mất nhiều tháng để khắc phục. Nga cũng đang có những bước chuẩn bị cho tác chiến mùa đông, nước này nhiều khả năng sẽ dựa vào Iran để bổ sung kho vũ khí khi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này gặp khó khăn. Dù vậy với những gì đang thể hiện trên chiến trường, Nga cho thấy họ đang có đủ tiềm lực để tổ chức các cuộc không kích quy mô lớn. Nếu Ukraine muốn bắn hạ tất cả tên lửa và UAV của Nga, họ sẽ cần một kho vũ khí tương đương hoặc lớn hơn. Điều này đòi hỏi Kiev phải được cung cấp thêm các loại vũ khí để chống lại các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông năm nay. Tuy nhiên, Ukraine không thể chỉ dựa vào hệ thống phòng không để giành lại lãnh thổ. Giới quan sát tin rằng đến một giai đoạn nào đó, Ukraine phải vượt sông Đơi Nhép để tấn công phòng tuyến của Nga ở bờ đông. Điều này sẽ biến khu vực kéo dài từ bờ đông sông Đơi Nhép tới Melitopol thành trọng tâm của cuộc xung đột. Kiểm soát khu vực cùng kênh nước ngọt chạy từ sông Đơi Nhép ở Nova Kakhovka tới Crimea cung cấp 85% nước sinh hoạt cho bán đảo là mục tiêu chiến lược của Nga kể từ khi Ukraine chặn kênh đào Bắc Crimea vào năm 2014. Một chiến dịch thọc sâu thành công của Ukraine về phía đông sẽ khiến bán đảo Crimea bị cô lập khỏi khu vực miền đông nước này nó cũng sẽ khiến Nga không thể duy trì kiểm soát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia vì quân đồn trú ở đây sẽ đối mặt với nguy cơ bị bao vây ngày càng tăng. Quân đội Nga cũng có thể gặp khó khăn hơn nữa về phòng thủ khi các khẩu đội HIMARS của Ukraine được di chuyển về phía đông có thể phá hủy các kho đạn và nút giao thông đường sắt quan trọng cho các đơn vị hậu cần quân sự của Moscow. Những đợt giao tranh vào mùa đông gần sông Đơn Nhép sẽ không dễ dàng với Ukraine Ukraine sẽ phải chọn một số điểm vượt sông để tấn công sang bờ bên kia, cố gắng giữ các đột phá điểm này bằng hỏa lực trong khi chờ thêm quân và vũ khí tiếp viện để tiếp tục đà phản công của mình. Nga không thể bảo vệ toàn bộ bờ sông và Ukraine cũng cho thấy họ có kỹ năng trong các hoạt động tác chiến hiệp đồng giữa nhiều lực lượng. Với lợi thế này, Ukraine có thể phát động chiến dịch tấn công ven sông với sự yểm trợ của trực thăng vũ trang và pháo tầm xa, đặc biệt là HIMARS Phần thưởng lớn mà Ukraine có thể giành được trong mùa đông sẽ là Melitopol, được biết đến như cửa ngõ vào Crimea, thành phố trung tâm vận tải, đường sắt và hậu cần quan trọng của lực lượng Nga. Nếu Ukraine có thể giành lại thành phố Melitopol và chặn kênh nước ngọt tới Crimea, lực lượng quân sự Nga đồn trú trên bán đảo có thể gặp nhiều khó khăn. Năng lực kháng cự của Nga với lực lượng dự bị được điều đến vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án. Bởi vậy, Nga đang tích cực củng cố phòng thủ bán đảo Crimea. Thống đốc Crimea Sergei Asyunov cho biết trên mạng xã hội. Hoạt động củng cố lực lượng phòng thủ đang được triển khai trên lãnh thổ Crimea dưới sự giám sát của tôi nhằm đảm bảo an ninh cho toàn bộ người dân bán đảo. Nga sắp nhập Crimea vào lãnh thổ từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi biện pháp cần thiết. Crimea trở thành nơi tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga kiểm soát khu vực ở miền Nam và Đông Nam Ukraine bán đảo trước đây được cho là nằm ngoài tầm bắn của các loại vũ khí trong biên chế quân đội Ukraine. Động thái củng cố phòng thủ ở Crimea diễn ra sau khi quân đội Ukraine tái chiếm thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên. Và vùng lân cận bờ Tây sông Đê Nhép khiến vùng đệm giữa Crimea và chiến tuyến với Ukraine bị thu hẹp. Ngày 18 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang chuẩn bị đề phòng một đợt tấn công của lực lượng Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea. Theo cơ quan này, các đơn vị của Nga đã xây dựng các hệ thống chiến hào mới gần khu vực giáp với bán đảo. Cùng với các dự đoán về diễn biến quân sự, giới quan sát các vấn đề quốc tế cũng dự báo những khả năng của các cuộc hòa đàm. Gần đây tác giả Von Martin Van Krenven đã có bài viết Chiến tranh Ukraine sẽ có đàm phán nhưng không như những gì chúng ta nghĩ. Sau đây là nội dung bài viết về lý thuyết chiến tranh chỉ kết thúc khi một phe tham chiến bị đánh bại không còn sức chiến đấu và kẻ chiến thắng có thể làm theo ý mình tuy nhiên trong thực tế nhiều nếu không muốn nói là hầu hết các cuộc chiến tranh đều không có kết cục như vậy khi một cuộc chiến sắp kết thúc và không còn nhiều nghi ngờ về kết cục của nó kẻ thua cuộc sẽ nỗ lực để đạt được những điều kiện tốt nhất có thể trong khi người chiến thắng cũng muốn tiết kiệm sức lực chi phí và sương máu một khả năng khác là xuất hiện tình trạng bế tắc buộc cả hai bên phải cân nhắc xem liệu mục tiêu của họ có thực sự đạt được hay không và tìm kiếm một lối thoát. Trong hầu hết các trường hợp, việc mở đầu đàm phán được đánh dấu bằng một nghi lễ có thể lớn hay nhỏ. Khi các cuộc đàm phán diễn ra, chúng có thể được tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp. Đàm phán trực tiếp liên quan đến một cuộc họp hoặc nhiều khả năng là một loạt các cuộc họp giữa đại diện của cả hai bên tham chiến. Trong các cuộc đàm phán gián tiếp, trung gian đóng một vai trò quan trọng, đôi khi rất quan trọng. Thời Trung Cổ, giáo hội thường đảm nhiệm vai trò này. Ngoài ra con thoi vốn làm cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger trở nên nổi tiếng vào những năm 1973-1974 khi ông bay qua bay lại giữa Jerusalem, Cairo và Damas không phải là phát minh thời hiện đại. Một bên trung lập hoặc Liên Hợp Quốc cũng có thể đảm nhận vai trò tương tự các cuộc đàm phán có thể được giới hạn trong các bên tham chiến thực sự nhưng cũng có thể bao gồm các bên khác Ví dụ tại hội nghị viên năm 1814-1815, các phái đoàn từ hầu hết các quốc gia châu Âu đều đã tham gia, tương tự tại hội nghị Versailles năm 1919-1920. Trái ngược với niềm tin phổ biến đánh và đàm không loại trừ lẫn nhau, trên thực tế chúng thường xảy ra đồng thời. Một ví dụ là cuộc chiến trăm năm giữa Pháp và Anh. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 1337 và kết thúc vào năm 1453. Đó thực sự bao gồm một loạt các cuộc chiến tranh nhỏ, đôi khi đồng thời, đôi khi liên tiếp với những khoảng hưu chiến giữa chừng. Trong suốt 116 năm mà cuộc chiến này thực sự diễn ra, có lẽ đã không có một cuộc chiến nhỏ nào diễn ra mà không có đàm phán hòa bình diễn ra đồng thời. Nếu không phải là giữa các bên tham gia chính thức, tức là các vị vua của cả hai quốc gia, thì cũng giữa các thuộc hạ của họ. Những người thường được hưởng các quyền tự do đáng kể trong hệ thống phong kiến thịnh hành vào thời điểm đó, vốn có thể hành động theo ý mình. Một vấn đề mà các bên thường đạt được thỏa thuận là trao đổi tù binh như những gì diễn ra sau khi Ukraine tái chiếm Kherson. Các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến chiến tranh 30 năm bắt đầu từ năm 1635 nhưng kéo dài đến tận năm 1648, nếu loại trừ cuộc chiến có liên quan giữa Pháp và Tây Ban Nha, vốn kéo dài đến năm 1657. Cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1969, kéo dài 4 năm và chỉ riêng việc bàn xem hình thù cái bàn đàm phán như thế nào cũng đã khiến các bên mất hàng tháng trời. Vậy, chúng ta có thể mong đợi điều gì nếu áp dụng các nguyên tắc trên vào cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay? Thứ nhất, rất có thể các cuộc đàm phán lúc đầu sẽ được tiến hành gián tiếp sau đó trực tiếp hiện tại volodymyr zelensky kiên quyết khước từ không đàm phán với các đại diện của putin chứ đừng nói đến bản thân putin tuy nhiên việc zelensky không ngồi lại với putin không nhất thiết là không có bất kỳ hình thức đàm phán nào giữa ukraine và nga bị loại trừ một số dạng trung gian rất có thể là liên hợp quốc hoặc một quốc gia như ấn độ nước không tham gia vào cuộc xung đột có thể được yêu cầu đóng vai trò này Thứ hai, do có nhiều quốc gia NATO và trên thực tế là Putin ít đồng minh thân cận, rất có thể Putin sẽ từ chối một hội nghị hòa bình nhiều bên và khăng khăng đòi tiến hành các cuộc đàm phán riêng lẻ, về hình thức những người tham gia khác sẽ bị loại trừ, mặc dù họ có thể tìm mọi cách để tham dự bên lề và thu nhặt được càng nhiều thứ rơi vãi càng tốt. Thứ ba, các cuộc đàm phán gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong một thời gian dài và có thể rất dài trước khi đi đến kết thúc, ít nhất là vài tháng, cũng có thể là nhiều năm trong quá trình đó có thể ngưng tiếng súng hoặc vẫn xảy ra chiến sự tuy nhiên không liên tục mà ở quy mô nhỏ hơn minh chứng cụ thể chính là cuộc chiến tranh ở việt nam với quá trình đánh đàm diễn ra song song thứ tư nhìn từ moscow thì chiến thắng bất kể hiểu từ nay theo nghĩa như thế nào dường như sẽ ngày càng mơ hồ thậm chí mơ hồ hơn cả mục tiêu mà putin đặt ra khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine về phía ukraine ngay cả khi tính đến những bước tiến gần đây, có vẻ như mục tiêu mà Zelensky tuyên bố là đánh đuổi người Nga ra khỏi tất cả các lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ năm 2014 là rất phi thực tế. Vì không thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực, nên rất có thể cuối cùng hai bên sẽ đi đến một thỏa hiệp nào đó. Một thứ thỏa hiệp mang lại cho Ukraine phần lớn những gì họ muốn, nhưng cho phép Putin tuyên bố đã giành được chiến thắng. Ví dụ như một tuyên bố của NATO rằng Ukraine không thể tham gia tổ chức này. Bài viết này không dựa trên điều gì khác ngoài lịch sử. Trong quá khứ, lịch sử thường đưa ra những dự báo kém cỏi về tương lai, nhưng lịch sử lại là tất cả những gì chúng ta có thể dùng để căn cứ để xây dựng các kịch bản của tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing file. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.